316天 Ngày 316 Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Đúng ạ, chú cứ từ từ không sao đâu ạ. Tuổi ạ, sư sư nhí mạn mạn lái mấy quan xỉ đợ. Tuổi A Sư Sư Nhí Mạn Mạn Lái Mấy Quan Xỉ Tờ Tuổi ạ, sư sư nhí mạn mạn lái mấy quan xỉ đợ. Tuổi ạ, sư sư nhí mạn mạn lái mấy quan xỉ đợ. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giao tiếp thường ngày. Rư tráng giao liếu. Đi về phía trước đại khái 200 mét. Hoàng chiến dấu đa gai 200 mỉ. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khai yến. Tuy cảm giác hơi dài. Tuy rán cảm chứa yếu điểm trắng. Màu đen. Khơi sửa. Kiểu dáng khác. Bía đỡ khoản sử. Chí tha khoản sử. Không đắt. Bú quẩy. Ha ha. Ha ha. Vừa đẹp mắt vừa rẻ. Yêu hào khăn yêu phiền yì. Nhìn dáng vẻ, trông có vẻ. Khăn yàng zi. Bình luận tốt, đánh giá tốt. Hào phiền. Người Đài Loan. Thái Hoan Rấn. Nhân viên thu ngân đó. Này gỡ sâu yên yuán. Thái độ nói chuyện. Số hoa thái tủ. Xiên thịt dê nướng. Khảo yáng rậu chuẩn. Ở đây ăn hay là gói lại? Tại chỗ này chứ hay là đả bao? Khách hàng. Cơ nhân. Chậm. Mạn. Không sao, không có việc gì. Mấy sợ. Mấy sự. Không gấp, không vội. Bù chí. Không sao. Mấy quan xỉ.